Ông chủ Nhật Cường khai đã chi cho Nguyễn Đức Trung bao nhiêu tiền. Nền kinh tế Việt Nam, nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, sau bao nhiêu năm đổi mới không thành công, đã sinh ra những sản phẩm ung nhọt như độc quyền, sân sau, lợi ích nhóm, vân vân. Trong đó đáng sợ nhất chính là doanh nghiệp sân sau. Với những mối quan hệ lợi ích chẳng chịt, chúng không khác gì liều thuốc độc dành cho nền kinh tế Việt Nam. Với những gói thầu hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng được cấu kết với quan chức lãnh đạo Đảng và nhà nước, một sản phẩm đem nâng giá lên gấp vài lần, có khi gấp hàng trăm lần giá trị thực, khiến cho tiền thuế của nhân dân giống như gió vào nhà trống. Chẳng biết dân đóng thuế bao nhiêu cho đủ để nhà nước và tiêu biểu là quan chức cộng sản vung tiền không tiếc tay vào các dự án và chỉ định các gói thầu không hiệu quả và lấy tiền thuế của nhân dân để ăn chơi phè phỡn rồi quan hệ nhằng nhịt với ông này, lót tay ông nọ trong khi tiền là tiền mồ hôi nước mắt của người dân. Đơn cử như Nhật Cường, một công ty quy mô vừa phải với vốn điều lệ chỉ có 38 tỷ đồng nhưng không hiểu sao có thể trúng thầu với gói thầu lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Nhìn vào danh sách khách hàng của công ty Nhật Cường khiến các ông lớn trong ngành công nghệ thông tin phải thèm thuồng ghen tị. Nếu như công bằng mà nói, nhiều công ty có kinh nghiệm và ngân sách dùng dình, tại sao lại không trúng thầu, trong khi một công ty còn con với kinh nghiệm chỉ là 1-2 năm hoặc không có tí kinh nghiệm nào nhưng có mối quan hệ nhằng nhịt phức tạp lại có thể vượt qua những ông lớn trong ngành để kiếm được miếng ngon béo bở. Nhật Cường được nâng đỡ bởi ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Hãy thử đặt câu hỏi xem có một công ty nào mà với quy mô nhỏ nhoi, kinh nghiệm thì chẳng có lại có được tập danh sách khách hàng như công an thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Tư pháp Hà Nội và một số ban ngành khác đều dùng phần mềm của Nhật Cường. Theo chúng tôi được biết, ngoài việc bán phần mềm cho các cơ quan ban ngành ở Hà Nội, Nhật Cường còn làm một việc hết sức nguy hiểm cho các công dân thành phố như Bán dữ liệu công dân cho các công ty trong và ngoài nước, hàng năm thu về hàng trăm tỷ đồng. Các dữ liệu này được cung cấp theo từng gói cho các doanh nghiệp bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thu nhập cá nhân và còn nhiều thông tin khác nữa. Một việc làm hết sức nguy hiểm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến công dân thành phố. Doanh nghiệp sân sau là một sản phẩm quái thai của nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa. Nó làm cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính khó mà cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững khiến cho đâu đâu cũng có lừa lọc, dối trá, không lách luật mà làm thì đóng thuế nuôi nhà nước và cơ quan công quyền. Và cơ quan công quyền cũng cắt sạch lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy doanh nghiệp phải tìm mọi cách để bươn trải, lo chi phí vận hành và trả lương cho nhân viên. Trong khi những doanh nghiệp sân sau thì mặc sức hoành hành, đè đầu cưỡi cổ các doanh nghiệp khác để hớt hết miếng mồi ngon béo bở. Chỉ có miếng nào khó nốt trôi hoặc không ăn được thì mới được đến phần doanh nghiệp khác. Có những sân sau được lập ra với mục đích chỉ là nhận thầu, sau khi cắt đi phần lợi nhuận khủng và chê chắc thì vứt lại cho các doanh nghiệp bên ngoài, để rồi các doanh nghiệp bên ngoài sẽ ăn lại miếng xương sầu. Tự làm nhưng lợi nhuận chẳng được bao nhiêu hoặc không có lợi nhuận khiến cho các doanh nghiệp này phải cân đo đong đếm, cắt xén nhiều khoản để không bị lỗ, khiến cho chất lượng các dự án này sẽ không đạt yêu cầu và nhanh xuống cấp. Hà Nội với nguồn thu ngân sách gấp hàng chục lần đến hàng vài chục lần các tỉnh nhỏ, vì vậy nguồn tiền chi cho ngân sách rất lớn, trong khi đó từ ủy ban nhân dân thành phố tới các quận huyện đều sử dụng phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin của Nhật Cường thì ai mà không ganh tị. Nhật Cường là công ty sân sau của Nguyễn Đức Trung và ông chủ Nhật Cường chỉ có vai trò đứng ra nhận các hợp đồng và được ăn chia lợi nhuận với nguyên tắc 73, trong đó Nguyễn Đức Trung nhận 7 còn Nhật Cường chỉ được ăn 3 phần trong số đó. Với con số lợi nhuận lên đến hàng vài trăm tỷ đồng thì Nhật Cường chỉ ăn 3 phần thôi cũng còn ngon hơn nhiều lần các công ty bên ngoài bươn trải khó khăn để lo miếng cơm manh áo. Còn về phần Nguyễn Đức Trung thì khỏi cần nói, với bề dày kinh nghiệm ăn tiền được lúc rút trong ngành công an và kinh qua chức vụ giám đốc công an thành phố Hà Nội thì số tiền Nguyễn Đức Trung kiếm được chắc khỏi cần nói cũng biết con số lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các nhóm lợi ích này độc chiếm hết những lợi ích làm cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính và minh bạch. Chúng làm hỏng môi trường kinh doanh bình đẳng và tạo ra những hệ lụy xấu cho xã hội những doanh nghiệp không có kinh nghiệm và non trẻ như thế này là sân sau của ông nọ bà kia mà nhận được những dự án lớn thì chẳng khác nào kéo lùi sự phát triển của đất nước với những doanh nghiệp như nhật cường nó đã chiếm dụng khoản tiền thuế rất lớn của nhân dân làm cho ngân sách thành phố năm nào cũng báo là bị thâm hụt đó là chỉ riêng nhật cường hiện thân ra quá nhiều những bất cập thử hỏi ngoài nhật cường ra ở hà nội hay các tỉnh thành trên cả nước còn có không biết bao nhiêu sân sau của các lãnh đạo đảng cộng sản việt nam vẫn đang ngày ngày bòn rút tiền ngân sách và tiền thuế của nhân dân Khiến cho ngân sách thâm hụt, tiền lương của công chức thì bèo bọt, giáo dục, y tế không được đầu tư đúng mức, xăng dầu và điện hai mặt hàng thiết yếu luôn bị áp lực tăng giá để bù vào thu ngân sách. Đời sống của người dân lầm than khổ cực, trong khi các quan thì vô tư xài tiền theo kiểu ném tiền qua cửa sổ rồi tiền lại vào túi các quan. Chắc hẳn rằng có được người chống lưng vô địch thiên hạ nắm liền một lúc hai ghế tổng bí thư và chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Đức Trung không thể nghĩ rằng có ngày hắn bị gọi tên như thế này. Sau cú ngã bệnh ở Kiên Giang vừa qua, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Nguyễn Phú Trọng đã bị phản đòn và có thể mất hết tất cả. Nguyễn Xuân Phúc kẻ mưu sâu kế hiểm đã nắm lấy cơ hội vươn lên chật hạ phe cánh của Nguyễn Phú Trọng để giành lấy miếng mồi ngon là chiếc ghế chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho đàn em của mình, nhằm củng cố phe cánh của Phúc, sau đó ngồi lên chiếc ghế tổng bí thư đầy quyền lực. Hén lộ nguyên nhân khiến ông chủ của Nhật Cường Mobile bị bắt. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường nổi lên với một chuỗi các cửa hàng bán lẻ điện thoại di động tọa lạc ở những vị trí đắc địa của Hà Nội. Phần lớn là hàng được phân phối chính hãng ở Việt Nam. Bên cạnh đó hệ thống cũng kinh doanh một số mẫu iPhone và iPad được giới thiệu là hàng nhập khẩu và đã qua sử dụng, vân vân. Công ty này cũng có một thành viên khác là công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp và phần mềm Nhật Cường. Nổi đình nổi đám trong 2 đến 3 năm trở lại đây khi chúng thầu một loạt dự án công trực tuyến của Hà Nội. Nhật Cường, ông trùm của các dự án công trực tuyến. Nhật Cường là đơn vị chuyên sản xuất phần mềm cung cấp cho chính phủ nói chung và Hà Nội nói riêng. Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường được thành lập từ năm 2011 và là đơn vị chủ quản trong một số phần mềm dịch vụ công cho thành phố Hà Nội như cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông ba cấp, phần mềm quản lý hồ sơ tội phạm, phần mềm Pino dành cho các trường phổ thông công lập trên toàn thành phố Hà Nội, cung cấp phần mềm hoạt động cho bệnh viện, toàn bộ các bệnh viện công tại Hà Nội. Đối với dịch vụ, Nhật Cường cho biết có thể triển khai lắp đặt hạ tầng máy chủ, triển khai hệ thống an ninh, an toàn thông tin, kiểm định an toàn thông tin, vân vân. Ngoài ra, cách đây vài năm, cơ quan hành chính tại thành phố Hà Nội còn bị bắt phải mua máy tính và phần mềm của Nhật Cường, cũng dính lùm xùm sau đó và được giải quyết có lẽ là êm xuôi. Với bức đệm là một trong những cửa hàng kinh doanh điện thoại đầu tiên và lớn nhất tại Hà Nội, ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy có mối quan hệ sâu rộng với các thế hệ lãnh đạo Hà Nội từ năm 2001 đến nay. Báo chí nhà nước đăng tin nhỏ giọt và chưa dám công bố nguyên nhân chính xác vì sao ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy bị bắt và làm dân tình rộ lên những đồn đoán như người thì nghi ngờ do liên quan đến hoạt động buôn bán điện thoại di động không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, hàng sách tay, vân vân. Người thì bảo dính đùm xùm trong việc rửa tiền cho các quan chức lãnh đạo thành phố. Người thì bảo liên quan đến các phần mềm mà công ty này phát triển. Người lại nói là neo lên nương hổ sẽ có ngày hổ ăn thịt. Hoặc sân sau của các quan chức nào đó đến lúc hết thời thì bị đem làm thịt, vân vân. Nhưng theo thông tin nội bộ của chúng tôi nhận được thì các nguyên nhân trên có phần nào đúng nhưng cũng chưa hoàn toàn chính xác. Nếu bị bắt vì buôn lậu điện thoại thì không phải là một lý do chính đáng. Thực ra để mà nói ở Việt Nam buôn lậu rất dễ, vì cứ có hoa hồng cho công an hay quản lý thị trường hoặc rộng hơn nữa có cổ phần cho các lãnh đạo thì muốn buôn bao nhiêu mà chẳng được. Kinh doanh ở Việt Nam dễ mà khó là vậy. Từ ông buôn lậu gán lên mình cái mác doanh nhân với công ty lớn có quan hệ rộng thì sẽ yên ổn làm ăn thoải mái, còn không tiền không quyền thì muốn làm ăn yên ổn cũng không xong. Ở cái xứ thiên đường là vậy, đâu có phải như xứ tư bản dễ chết. Theo thông tin chúng tôi nhận được thì ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy có liên hệ mật thiết với lãnh đạo thành phố Hà Nội trong đó có thời của ông Nguyễn Phú Trọng làm bí thư thành ủy Hà Nội và một vài lãnh đạo thành phố khác. Đương nhiệm hiện nay là ông Hoàng Trung Hải giữ chức bí thư thành ủy thành phố Hà Nội và chủ tịch thành phố là ông Nguyễn Đức Trung. Có nguồn tin còn cho biết ông Nguyễn Đức Trung, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có cổ phần và có quan hệ liên quan mật thiết đến công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường. Ngoài ra, hai ông Nguyễn Đức Trung và Hoàng Trung Hải còn là phe cánh chính và là tử huyệt của ông Tổng tịch ốm yếu đang thất thế Nguyễn Phú Trọng. Phải chăng Thanh Trừng trước đại hội 13 bắt đầu từ đây? Hãy lên tưởng đến vụ Trịnh Xuân Thanh chỉ từ một chiếc xe biển xanh tưởng rất đỡ bình thường mà báo chí trong nước tốn không biết bao nhiêu giấy mực để phanh phui do tội trạng cũng như khóc khuất của các quan chức chỉ biết phá mà chẳng biết làm. Người dân thì được phen hả hê vì chưa bao giờ những điều dân thấy mà quan không biết ấy lại được đem ra khắp phố phường về hè để xôn xao bình phẩm. Trở lại câu chuyện về Nhật Cường Software Trên website của Nhật Cường Software, Công ty này giới thiệu tiền thân từ một trung tâm công nghệ thông tin của công ty thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, viết tắt là Nhật Cường Mobile, mới được thành lập mô hình công ty đi vào hoạt động chính thức từ năm 2011. Như Nhật Cường Software đã trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội như cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt là các giải pháp dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến của Hà Nội được biết đến là mũi nhọn đột phá để Hà Nội triển khai thành phố thông minh vào năm 2020. Số vốn rót cho chương trình này lên đến cả chục nghìn tỷ đồng. Nhật Cường Software hiện đang có địa chỉ trên website tại tòa nhà HITTC, tầng số 17, số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Còn công ty thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường có địa chỉ 39 đến 41 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tuy nhiên trên hồ sơ của Tổng cục thuế Hai công ty này thực chất cùng đăng ký tại một địa chỉ 39-41 Phố Lý Quốc Sư. Người đại diện cho cả hai công ty này là ông Bùi Quang Huy. Dù chưa có vị thế và kinh nghiệm lâu năm trên bản đồ các doanh nghiệp ngành công nghệ và mới thành lập, tuy nhiên Nhật Cường software trúng thầu khá nhiều dự án lớn trong lĩnh vực này. Khi Hà Nội xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, Nhật Cường trúng các gói thầu triển khai hệ thống quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố, xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện, cơ sở y tế và hồ sơ sức khỏe toàn dân, xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư triển khai dịch vụ công trực tuyến. Tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định 6699 QĐ UBND với nội dung thuê dịch vụ cung cấp phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng điều hành phục vụ công dân, doanh nghiệp thuộc chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2016 đợt 2. Điều đáng chú ý, hình thức lựa chọn nhà thầu cho hạng mục này là chỉ định thầu, và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường chính là đơn vị trúng thầu được hà nội chọn mặt gửi vàng tại nhiều cuộc họp của hà nội triển khai về các dự án công trực tuyến nhật cường cũng đều có mặt và tham gia như một đơn vị mũi nhọn cùng Viettel, theo vnpt đưa hà nội trở thành một thủ đô thông minh với nền tảng công nghệ vượt trội của cuộc cách mạng công nghệ 4.0